Mai Quốc Việt xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Thưa quý khán thính giả, câu chuyện trong tuần hôm nay kính mời quý khán thính giả theo dõi bài viết Cú Diều và Thuộc Hạ, tác giả Cánh Cò. Trong tình hình Trung Quốc ngày một lộng hành hơn trên Biển Đông, Mỹ đã có những động thái phải nói là mạnh mẽ và dứt khoát trước các hành vi hiếp đáp những nước nhỏ trong khu vực. Những động thái này làm nhiều nước vững tin hơn vào một chỗ dựa có thể dùng để đối phó với Trung Quốc, trong đó có Việt Nam, đất nước bị Trung Quốc hiếp đáp nhất trong khu vực. Tuy nhiên, một bài báo của tờ Dân Việt phỏng vấn tướng về hưu Võ Tiến Trung đã như gáo nước lạnh tạt vào mặt người dân đang trông cậy vào chỗ dựa này. Là một tướng lãnh dù đã về hưu, nhưng ông Võ Tiến Trung không thấy được tầm quan trọng của Mỹ trước các hành vi bành trướng của Trung Quốc để có thể phát biểu rằng Mỹ đến khu vực Biển Đông trước hết, họ muốn khẳng định vị trí siêu cường số 1 về quân sự, kinh tế, không để cho Trung Quốc trỗi dậy, đe dọa đến vai trò của Mỹ. Hành động của Mỹ nhằm dằn mặt Trung Quốc, khẳng định tầm ảnh hưởng của Mỹ với thế giới, nhưng nó cũng trùng với việc chúng ta đang phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền của nước ta. Nói như vậy để thấy Mỹ đến Biển Đông và có hành động với Trung Quốc là vì mục đích của họ không phải đơn thuần để giúp đỡ Việt Nam hay các nước Asia trong việc bảo vệ chủ quyền. Ông Trung đứng ở vị thế nào để nói lên chính kiến của mình trước vấn đề trọng đại thuộc lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng? Là một thượng tướng ư? Trong tư cách đã về hưu, ông không thể mặc nhiên cho phép mình phát biểu như là một người được chỉ định phát biểu của Bộ Quốc phòng hay Bộ Ngoại giao. Trong tư cách người dân, ông không được phép lấy cái vỏ thượng tướng để tăng thêm trọng lượng của lời phát biểu. Lý ra, trong mỗi câu trả lời báo chí, ông phải nhấn mạnh nhóm chữ theo ý kiến của riêng tôi, để khẳng định với người đọc rằng ông không còn một chút quyền lực nào để phát biểu điều mà người dân và cả chính phủ đang chờ đợi. Trước bài phát biểu một ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hôm 8/7 chủ trì một hội nghị trực tuyến của ASEAN về chính sách an ninh đã thẳng thắn cho rằng có nước đang lợi dụng sự khó khăn của đại dịch COVID-19 để tiến hành các hoạt động trái phép tại Biển Đông, gây bất ổn cho khu vực. Tuy không nói thẳng ra là Trung Quốc, nhưng ai cũng hiểu, chỉ một mình ông Thượng tướng về hưu Võ Tiến Trung là không hiểu. Ở Việt Nam có bao nhiêu người như ông Trung cho rằng Mỹ vào Biển Đông không giúp ích gì cho Việt Nam, chỉ vì quyền lợi riêng của nước Mỹ, và vì vậy không cần thiết phải chống Trung Quốc gây thêm bất lợi cho tình hình chính trị Việt Nam. Có lẽ không nhiều, nhưng những kẻ mang tư tưởng này đang giết chết giấc mơ niềm tin vào sức mạnh của Mỹ là nguồn lực duy nhất có thể khống chế con cọp Bắc Kinh đang đói khát. Đó vì ham muốn các đảo lớn nhỏ trên Biển Đông và khác vì nguồn dầu đang dần biến mất vì cấm vận của Mỹ. Trung Quốc gần như bị bao vây khắp thế giới vì những động thái gian dối và thiếu chuẩn mực trong vấn đề ngoại giao đã khiến phương Tây đồng loạt xem xét lại mối quan hệ của họ với Bắc Kinh. Trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ ra mặt tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, Úc dứt khoát cắt đứt mối quan hệ bất bình đẳng với Bắc Kinh, Nhật lúc nào cũng tỏ ra dè dặt, Philippines quay ngoắt 360 độ đối với Trung Quốc, Malaysia, Indonesia dứt khoát chấm dứt thời kỳ sợ hãi trước một Trung Quốc hùng mạnh và đầy tham vọng bằng các công hàm liên tục gửi cho Liên Hợp Quốc. Các nước không phải ngẫu nhiên thay đổi chính sách mà nguồn động viên mạnh mẽ nhất đến từ Mỹ, từ những động thái dứt khoát không chần chừ như nhiều năm trước đây. Washington đưa ra một thông điệp ngắn gọn nhưng mạnh mẽ: nước Mỹ không để Trung Quốc làm mưa làm gió ở Biển Đông như ao nhà của Bắc Kinh.
Nhưng thông điệp ấy bị ông Võ Tiến Trung phá vỡ bằng thứ lập luận tuyên giáo của 10 năm về trước. Ông Trung không nói một mình, phía sau ông là cả một tập đoàn giấu mặt, mong nước Mỹ cách này hay cách khác phải bỏ cuộc nửa chừng để Trung Quốc tiếp tục vai trò lãnh đạo của nó đối với Hà Nội. Những kẻ giấu mặt phía sau làm bề đỡ cho Võ Tiến Trung còn rất nhiều trong bộ chính trị, đặc biệt trong danh sách của những kẻ tham dự đại hội 13 sắp tới. Họ chấp nhận mất tất cả còn hơn mất đảng, tức là chiếc ghế lắm bạc nhiều tiền lẫn quyền lực của họ. Những chiếc lưỡi sẵn sàng uống công ca ngợi mối tình Trung Việt chứ không dám nhắc tới một chữ thoát Trung. Những quyền lực đen tối còn ngự trị ở Ba Đình không dễ lay chuyển khi chúng biết chắc rằng sự xuất hiện của một nước Mỹ mạnh mẽ tại Biển Đông là ngòi nổ làm vỡ tung một kế hoạch cho những cuộc mua quan bán chức. Vì lý do sợ như vậy nên có điều gì mà họ không dám làm, kể cả bài Mỹ, thứ lập luận mà Trung Quốc không tiếc bỏ ra đầu tư cho những chiếc lưỡi đen màu thuốc độc. Sẽ có nhiều Võ Tiến Trung trong bộ chính trị lấy sự ổn định làm đầu để ngăn cản làn sóng thân Mỹ ngày càng mạnh trong nội bộ đảng và cả trong xã hội Việt Nam. Những nhóm quyền lực này sẽ dùng rất nhiều mánh khóe để chiếm lĩnh hệ thống thông tin gây bất lợi cho Trung Quốc. Tin giả cũng sẽ là phương tiện gây bất ổn trong nội bộ để ngăn cản những cá nhân nào thức thời trước sự trở lại của Mỹ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực xem ra không thể làm Mỹ chùn bước. Cuộc đối đầu không khoan nhượng có vẻ đã được sắp đặt một cách kỹ lưỡng khi Trung Quốc vẫn xem thường ý chí của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ ngôi bá chủ của họ trên thế giới. Vì vậy, dù muốn hay không, Việt Nam không phải là con xe hay con chốt trong bàn cờ Biển Đông đối với Mỹ. Trung Quốc vẫn vừa xoa vừa đánh Hà Nội vì họ biết rằng những hạ tầng mà họ xây dựng trong nhiều năm qua vẫn còn chỗ khả dụng, mặc dù muốn xài chúng phải cẩn thận và tốn nhiều tiền hơn lúc trước. Cú diều chỉ nghênh ngang khi được bọn xiểm lĩnh nâng đội. Thuộc hạ của chúng dù ngang tàn cách nào cũng không thể nói xấu một thực thể đang lừng lững tiến vào Biển Đông thay trời để trừng phạt những ác mộng mà chúng đem tới cho nhân loại. Mai Quốc Việt xin kính chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn lại quý vị kỳ tới. Chúc quý vị, gia đình và bạn bè hạnh phúc và yêu thương.